Pịa Châu, Pịa Châu. Mời anh em thưởng thức món Pịa Châu đây. Của chợ E8 đây. Pịa Châu ở E8 nhá. Có khác Pịa Châu miền Bắc không? Như thế nào đây? Mình mới nấu xong. Mình làm video từ cái đoạn nấu xong rồi, còn là những cái video sau thì mình sẽ làm từ khi mà mình bắt đầu làm nhá. Mình làm để thưởng thức chứ đâu. Mà châu này châu em ở ép châu rừng luôn đấy. Châu này châu đồi, châu thả đồi ấy. Đồi châu rừng em ở ép luôn đấy. Đây mình sẽ mở cái châu này, nhưng mà uống cái rượu chắc không vào không biết. Nhưng mà chắc say đấy. Em ở ép luôn đấy. Chắc không có vào không uống cái rượu hay uống cái bia này pìa nhỉ. Uống cái rượu. Mình chắc để mình thưởng thức trước đấy. Ở đâu? Nồi. Khổ lắm. Ở đâu? Về ra. Bên Thành. Ai nhỉ? Về ăn hả? Thì mình đã, mày quay bên kia mày. Không, bên bên này nó chói mặt trời. Anh em à? Anh em nói cái gì phổ biến cho cái pè này pè kia là anh cũng biết tư vấn cho một tí đấy anh, bởi vì anh thần rừng mà. Thần rừng mà cái gì chả biết làm chả biết ăn. Đây thôi mời. Ôi, ly của em đâu? Đây thiếu ly không được đâu. Ăn nồi kia mà không à, đổ ly là không được. Pịa Tây Nguyên. Đó là bây giờ mấy anh em này chào like cái Xuân Việt rồi. Cả anh em phải không, Xuân Việt không nhỉ? Em không chào, em đây làm video thôi. Video đúng rồi, nhưng mà Xuân Việt nhỉ? Huy Việt, Huy Việt. Ờ, Huy Việt. Rồi, mời anh em nha. Ở đây là Pịa Tây Nguyên, không phải là Pịa Tây Bắc nhá. Có cái cây không? Em uống nước mặt gì ăn lắm nhé. Làm đi nhỉ? Ừ, ngon. Tây Nguyên à, mà nắm Tây Nguyên phải có cây chứ. Chú thì thiếu ớt, thiếu la lốt. La lốt thì được. Nồi pịa rất là giá trị đây. Thiếu la lốt. Cây là mình dầm ớt đây này. Mình thì mới làm bữa đầu nhưng mà cũng chưa quen lắm. Nhưng mà bây giờ thử nếm mới biết được thiếu cái mùi vị. Anh em mà cảm nhận như nào anh? Chưa ăn mà. Thì đấy ăn trong cho em cảm nhận. Dai dai giòn giòn đắng đắng. Nhưng mà thiếu vị gì? Mùa này là cả lá còn cũng còn cũ. Thiếu ớt. Thêm một ớt đấy. Quái. Nhưng mà nhưng mà thiếu ớt tí. Bỏ cái một tí mới đẳng cấp là của Tây Nguyên. Mà là mùa khô. Mùa khô ở đây Tây Nguyên nó không có ớt. Mùa khô Tây Nguyên này là nó chảo màu nó đi vặt hết rồi. Còn mùa kia thì mùa mưa thì nói làm gì? Mùa khô này có trồng quả là có trồng quả nào ở trong nào. Nó là ăn hết rồi. Nóng. Yep. Ngoài nhá. Dùng đi anh em, dùng đi. Răng mình không cắn nổi luôn hay sao ấy? Răng mình cùn lắm. Cảm giác thế này là máy mai đằng sau. đắng này vừa mà. Vừa mà không, răng của anh hơi cùn thì sao nó nhai nhai nó đéo cắt ra được, nó dai sượt sượt. Không, răng cùn thì được. Món này. Răng mà. À, đúng rồi, món này. Nhưng mà ăn là ngon rồi. Ừ. Thịt canh này được nhưng mà thiếu ít. À, duy là phụ hồ à. Cây cây nồng. Điện năng hạnh chưa? Còn thiếu đặc công ớt này, ớt cay này còn thiếu à. Đầu phát cho nó chết luôn. Vì tiêu mà thiếu. Vào em búng một cái nó ra đi. Anh ạ. Anh đang bình. Thằng này chưa xong à? Bảo nào. Chưa lên được. Không nóng không? Rồi, lại làm đây. Đâu rồi? Chiến món pịa ở đây. Rồi rồi con lên. Ấy. Ấy. Thấy chưa? Sặc hết rồi em. Rồi. Em của mày ạ. Con như thằng em gì cắt, sao? Cắt mất cái cắt cơn của anh đi. Mất cái giai đoạn cắt cơn. Anh thái đi em kìa. Bữa vừa rồi lấy hồi em về ăn uống Tây Quê đây. Thôi cái kia em lúc anh chia sẻ cái là chiều có chia sẻ ở trên trên Facebook thôi. Đúng rồi. Còn trên kênh YouTube của em. YouTube Việt. Không, YouTube của em khác. À, thế mà không. Cái kia của anh không đăng ký, anh không đăng ký. Anh không đăng ký kênh không biết. Đúng rồi, chơi thử. Em nào. Thế cùn quá, nói ra sụt sụt chứ. Nước qua đây có sao mà. Bà in đâu. Không in đâu, không in đâu.
Đi vào đây được chơi em sửa chơi, ăn cùn nhai đeo núi. Ngày 3 tháng 10 này. Đấy anh cùn á. Ngày nào thớ ngày đấy. Dai dai dòng sượt sượt mà anh nhá. 400 mét thở, thở chưa xuống. Ui, làm ly nữa. Xuống rồi. Làm ly nữa cho nó. Chắc nó phải hợp khẩu vị Tây Nguyên nhá. Có bẹ mà không có rượu thì làm sao mà bẹ được. Với đi ông cho. Qua mình uống rượu không giống Tây Bắc là uống bằng cối thôi. Mình uống bằng ly nhỏ thôi. Không có chứ. Toàn ư thế bùng chú ạ. À. Nói chung uống với bọn kia là nó uống chỉ có màu nhưng mà anh em mình uống là thật nhưng mà nó mới em ở, không em ở trên Gia Lai uống cũng toàn uống cái loại cối mà cái cối to, rồi, cái cối chứ ai ai gì á. Nhưng mà em uống cái kia gọi là cái ly to có em màu. Mà xem trâu không khoan thì mẹ mày bảo tóc. Còn anh em ở đây, uống ly nhỏ mà lại có thật. Thấy mẹ rồi. Bốc cũng khoan cần. Thì lưu củ đi rồi. Hai nha. Anh em mình uống lại có thật, phải có màu luôn nhỉ. Thấy thật mà. Mình vừa qua là nó đang vui thì chắc từ lúc. Là một bình coca rượu, một nồi pịa, 5 người ăn. 5 anh rồi. Em, chứ một chiếc xe tăng. Tiếp tục chiến đấu có được hết không, nồi pịa này không đây? Chiến đi. Đây cái này mình làm tốc hành mà, mới đây lấy lên ăn rồi. Ây vui. Giờ mình từ sáng không đã chuyển thấy nóng thì tiết cái nít luôn. Quên đã rửa sạch rồi đó, rửa với không bao giờ. Cái kia bây giờ bỏ lên bên bật ga lên là được. Tiết nó sáng có về qua sẵn đây lo gì. Rất ngon nha anh em nha. Sáng mà hứng đó, tí là chú hiểu lấy một cô về luộc nhá. Còn rồi anh. Đấy, vừa bỏ đấy, đúng rồi. Ví vừa bỏ mấy. Vừa bỏ mấy. Còn rồi. Cái này nó mới được việc. Nó có chú nhiều không? Em rồi nè, không luôn, em cứ cắt đi. Tùy đâu. Cái đấy thì đơn giản ba. Nó thật sự lắm. Nhưng mà anh làm tại nhà của anh, sân nhà luôn. Tiện lắm, tiện lắm. Qua lấy hồi là anh lại đi cho cái bác bếp này nó nóng nên là nè. Uống rượu mà đúng đấy. Không làm ăn mà. Không làm ăn thì phải làm ăn chứ. Rất là cơ hội mỗi năm mới có một lần thì tranh thủ làm này mấy trăm phải kiếm con gà phải nấu lâu nhai rục rộp nhưng mà giòn tan. Cơ hội của mình là mỗi năm có lễ hội một lần là anh em mình làm ăn cái gì để mình tranh thủ có cái tâm biển châu ăn nó phải có cái suy nghĩ một tí nó mới làm ăn được chứ. Đây là sách lòng huyết anh không nước phân tiệ mà tiệ Tây Nguyên không phải tiệ Tây Bắc nó phù hợp nữa thấy không phù hợp áo nữa mà tao không hiểu nữa nói ra lên châu luôn. Lên châu luôn. Hôm nay là ông táo như phi châu luôn. Nhưng mà hôm nay không, chính xác là ông táo lên châu mà nó thả cá mà. Mình không ông táo người ta đi thả cá, mình thả châu. Thả châu. Hôm nay không có châu, hôm nay là châu luôn nhỉ. Đủ thêm mấy sợi tóc nữa. Hôm nay mà cũng có thịt mà nó cào đầu luôn, hỏi tiếp nữa. Không, nhưng mà hôm nay có cào chứ, tệ châu rồi. Múc một cục tiết, lấy một miếng sách, đâu ra? Đâu rồi? Thế nào? Đây. Đây. Một ít. Mới thứ một ít, à, ok. Sao mình để đâu? Đây. Làm phát xem nào. Uống rượu. Làm cái gì? Rượu trước á. Rượu trước. Rồi, ok. Hám trước mới dùng mồi ấy, cái này. Cái này hám rượu trước mới dùng mồi ấy. Cái này là pè Tây Nguyên. Phải có cái này, không phải đau răng. Cảm ơn anh em nha. Anh em ngủ lại nha. Người ta lấy rượu để há mồi nhưng mà mình lấy rượu uống trước há mồi sau này. Nhưng mà chính xác hình như là rượu mà đâu có phải nước đâu. À, ê. Rượu
điều trước mùi rau chứ ai phải mùi đi trước điều đi sau. Người ta ăn xong rồi người ta mới lấy rượu hám à, nhưng mà này mình uống trước lấy mùi hám. Anh làm khác đi. Lúc nào cho nó nâng cao tí gì. Mà chỉ có 4 anh em thôi. Bùi sinh muốn là anh em. Làm đến lúc nào nâng cao tí gì. Dạ, có dịp anh em nếu mà có dịp về đến đất E Tam thì vào rằm 13, 14, 15 thì lại có cái lễ hội dân gian Việt Bắc thì các anh em về đến đây thì sẽ được thưởng thức món pịa trâu với thịt trâu này rồi thịt heo quay này, nói chung về đây thưởng thức được ẩm thực của Tây Bắc, có tất cả các loại bánh Bắc Thủy Tiên. Vì về đây có ẩm thực Tây Nguyên. Nếu mà về ở mình đây thì có thác Gia Long, E Tam mình có thác Gia Long, còn ở Nam Long. Còn ngoài kia là của Sơn Long, còn ở ngoài kia là của Epoch mà, Thủy Tiên là Epoch mà. Sơn Long. Còn anh chị nào về đây thì cứ liên hệ với em, rồi có những cái sản phẩm nào, các món ăn nào thì em sẽ giới thiệu cho anh chị nhé. Rồi liên hệ qua cái kênh YouTube của Việt Tài TV thì em sẽ giới thiệu cho các anh em. Bây giờ mình xin dừng cái video tại đây. Để mình sẽ được tiến lên đó. Chiên cái món pịa trâu ở Tây Nguyên. Vâng, em chào anh chị nhé.